Inox Thanh Hưng. Các bạn nhé, hôm nay Inox Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái lồi nấu ra nhiệt hai lớp có cánh khuấy. Thì đây là một cái lồi được làm hoàn toàn bằng inox 304 và được sử dụng bằng điện. Thì sẽ có công tắc, thứ nhất là công tắc bật nhiệt. Công tắc này là sẽ có đồng hồ chỉ thời gian nấu và bên này là đồng hồ chỉ nhiệt độ. Và công tắc thứ hai là công tắc cánh khuấy, thì cánh khuấy này cũng sẽ có biến tần điều chỉnh tốc độ nhanh chậm. Tùy theo là các bạn xên xào cái nguyên liệu gì. Và đây là cái bộ cánh khuấy của nó đây. Thì các bạn nhìn thấy là rất là dày dặn chắc chắn. Và có kíp lông chuyên dụng vét sắt đáy và thành. Đây là vét đáy và đây là vét thành đây. Đây là một cái loại lồi hai lớp. Và các bạn khi mà lấy nhiên liệu ở trong lồi này ra thì các bạn cũng sẽ lấy bằng cái van xả đáy này. Và chân của lồi là được làm bằng có bốn bánh xe chịu lực và có tăng đơ để tăng giảm. Nếu như mà các bạn có nhu cầu về những cái lồi nấu ra nhiệt hai lớp, ba lớp hoặc là các sản phẩm được gia công sản xuất từ inox thì liên hệ với inox Thanh Hưng qua hai số điện thoại trên màn hình 0908312438, 0904646238, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của inox Thanh Hưng, địa chỉ tại 163/8 Phạm Văn Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và đến với inox Thanh Hưng thì lúc nào các bạn sẽ nhận được giá rẻ trực tiếp từ người sản xuất bán cho người tiêu dùng, không phải qua bất kỳ một trung gian thương lái nào. Hàng công nghiệp dày dặn chắc chắn. Những cái hàng này các bạn là xài mấy năm rồi không có hư hao gì, hàng công nghiệp chắc chắn. Và đặc biệt là sẽ gia công sản xuất theo yêu cầu của khách hàng. Các bạn có những yêu cầu riêng, yêu cầu đặc biệt về cái nguyên liệu sản phẩm của mình xên xào thì bên inox Thanh Hưng là sẽ chế tạo những cái bộ phận máy móc cũng như là cái cánh khuấy này để phù hợp với lại cái nguyên liệu của các bạn. Ví dụ như các bạn mà xên các cái nguyên liệu rắn hoặc là các cái nguyên liệu mà đặc sệt thì bên inox Thanh Hưng sẽ sản xuất những cái cánh khuấy khác so với lại những cái cánh khuấy mà lấu lỏng nước. Thì bên inox Thanh Hưng cũng sẽ sản xuất ra những cái cánh khuấy để phù hợp với cái nguyên liệu của các bạn nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của inox Thanh Hưng. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn. Ok.